Xin chào các bạn nhé. Buổi tối ngày hôm nay Sơn đang có mặt ở chợ đêm Nghĩa Đô, và buổi tối ngày hôm nay thì Sơn sẽ đưa tất cả mọi người đi khám phá chợ đêm Nghĩa Đô và để thưởng thức tất cả những cái tiết mục văn nghệ của người đồng bào dân tộc Tày tại khu chợ đêm Nghĩa Đô này nhá. Sơn thấy thì buổi tối ngày hôm nay cũng khá là đông mọi người dân bản ở xung quanh đây, kiểu như là đi chơi chợ rồi đi tham gia các chương trình văn hóa các thứ ấy mà. Bây giờ thì Sơn sẽ di chuyển vào bên trong một số những cái gian hàng của các chị em của người Tày đây nhá, để quay xem trong này có cái gì hay không. Em chào chị gái. Một chị gái rất là xinh người Tày. Chị gái hôm nay thì buổi tối có tham gia chương trình văn nghệ buổi tối ngày hôm nay không chị? Không, chị không tham gia. À, chị chỉ bán hàng thôi à? Ừ. Vâng. Chị gái cho em hỏi xíu là năm nay chị bao tuổi, mà trông chị vẫn còn trẻ xinh quá. Năm nay 41 tuổi. Ôi, 41 tuổi á? 41 tuổi, nhưng mà thật sự là em không nghĩ là chị 41 tuổi đâu, nhưng mà chị rất là xinh. Ở cái này là cái xôi đúng không chị? Xôi nhưng mà chị lại bán hết. À, xôi nhưng mà bán hết rồi à? Chị chắc là chị bán buổi chiều nay bán hết rồi đúng không? Xôi 7 màu à chị? Xôi xôi à xôi. Hôm nay làm 2 màu đây à? Đấy, xôi buổi chiều bán hết rồi. Đây thì còn một số những cái đồ sản phẩm đơn giản thôi. Chắc là sẽ di chuyển sang gian hàng khác bạn nhé. Sơn quan sát bên gian hàng bên này thì có hai chị gái cũng rất là xinh nha các bạn này. Em chào hai chị em nhá. Ôi, đang đang đội trên mình một chiếc khăn kiểu như là dạng như khăn mỏ quạ phải không? Nhưng mà có phải nó là buộc theo mỏ quạ không, hay là đây là mình buộc theo cái kiểu buộc theo của người Tày mình? À, thế nên hai chị em thì mỗi người lại mặc váy một màu à? Mặc áo một màu khác nhau á? Cái bộ của chị này là bộ lễ phục, tức là ví dụ đám cưới đám hỏi mình hay mặc bộ này, còn mặc bộ này thường thường như kiểu là mặc bộ thường phục ấy, mình mặc hàng ngày ấy. Còn cái này gọi là lễ phục, giống như cái áo dài của người Kinh ấy. À, có nghĩa là cái bộ của chị gái đang mặc màu đen này, và cả cái khăn đội là màu đen luôn, và cái dây đai này là màu xanh này, là bộ gọi là lễ phục. Cái này thì mình sẽ mặc vào những cái buổi đi tham dự những cái lễ gì đó đúng không? À, bà đưa dâu này, lễ cưới, lễ ăn hỏi. Rồi. Hoặc là một cái lễ hội gì đấy. Rồi, ok. Mình có thể mặc bộ này hoặc bộ này cũng đều được hết. Còn cái bộ như em đang mặc đây là gọi là thường phục thôi. Thường phục hàng ngày của người Tày mình là có thể là mặc những bộ như này được. Rồi, thế hỏi em gái một chút. Không biết gọi chị hay gọi em nhỉ? Gọi em. Gọi em. em gái lấy chồng chưa? Em gái chưa lấy chồng nhưng mà có hai con rồi. Chưa lấy chồng mới có hai con thôi. Nhưng mà nhìn đây em quen lắm. Anh không nhầm thì nhà em bán quán phở bên kia đúng không? Đúng rồi. À, rồi nhớ ra rồi. Quán phở tên là gì nhỉ? Quán phở Minh Đăng. Minh Đăng đúng không? À, đây là chủ một quán phở ở ngay chợ Nghĩa Đô các bạn nhé. Bà nội là chủ. Đấy. Một cô gái rất là xinh các bạn ạ. Nếu các bạn mà có du lịch Nghĩa Đô hay là có tham quan vào khu chợ Nghĩa Đô thì có thể ghé qua quán phở Minh Đăng để ủng hộ cho nhà bạn ý nhá. Với những món phở rất là ngon. Hôm trước, đúng rồi, bây giờ nhìn thì mình nhận ra rằng là hôm trước thì mình có vào ăn phở rồi. Và một cái điều đặc biệt là quán phở nhà bạn ý thì có món nước dùng cực kỳ là ngon. Mình phải nói là cực kỳ là ngon các bạn nhá. Đấy, mà mình ăn một lần mà mình nhớ mãi. Hôm nay thì lại bán hàng ở ngoài này. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn anh. Còn chị đây là chắc chị gái em à? À, chị cùng trường. Ô, thế là làm cả giáo viên, thêm cả giáo viên đúng không? Hai cô giáo. À, cô nuôi dạy trẻ. Chị gái cũng rất là xinh. Đây, các chị là bán những cái đồ. Đây là cá suối lướng này. Sẽ kẹp vào những cái kẹp như thế này vào lướng đúng không? Cái này thì mình đi đánh lưới hay là bắt kiểu gì? Đi đánh chài. À, đánh chài. Còn đây là cũng cá suối. Cá, cũng là cá suối luôn. Vâng. Nhưng con cá nó to không chị? À, cái này xôi. Vâng. Còn đây chắc là xôi rồi đúng không? Vâng. Xôi ba màu. Vâng. Và đây là sữa trà sữa trân châu. Còn cô gái áo đỏ hồng là bên này bán chè này, bánh gù đen này với cả cơm nam. Món cơm nam này chắc chắn là nát thì Sơn sẽ thưởng thức món này, bởi vì mình cũng rất là khoái khẩu món này. Có muối lạc để chấm chưa hay là muối vừng thì chấm chưa? Tí nữa có đi nhá, xong rồi anh quay lại anh ăn nhá. Vâng. Rồi, ok, cảm ơn hai chị em nhá. Cảm ơn anh nhá. Hai chị em rất là xinh các bạn ạ. Cảm ơn anh nhiều. Ok bạn.
lại tiếp tục bắt gặp một cô nữa cũng đang đội khăn. Để chắc là cái đội khăn này tối tham gia văn nghệ hả cô? Đấy, rất là hay các bạn. Người Tày thì có những chiếc áo cũng nhiều màu khác nhau với cả đội những chiếc khăn. Quanh quanh trong khu chợ này thì chủ yếu là những hàng ăn thức uống đấy các bạn ạ. Buổi tối ngày thứ 7 hàng tuần thì mọi người sẽ tham gia họp chợ và giao lưu văn nghệ ở bên ngoài kia. Và chắc là một lát nữa thì sẽ có chương trình văn nghệ và sau đó tối nay thì sẽ ghi lại những hình ảnh mà mọi người tham gia văn nghệ ở đây. Để xem là những chương trình của người Tày sẽ có những cái gì đặc biệt thì Sơn sẽ truyền tải về cho các bạn xem nhé. Chào các bạn nhá. Đi một vòng quanh chợ thì bây giờ Sơn lại quay trở lại gian hàng của lúc hai cái bạn gái lúc đầu tiên mình quay ấy. Nghe đây tí. Đây, đây các bạn này. Quay lại đây để thưởng thức cái món cơm nam này. Đấy, các bạn xem này. Mới bóc ra trông cái cơm nam của nhà bạn ấy làm rất là ngon, rất là tuyệt vời. Sơn cảm giác là đây, nhìn nó dẻo. Nó rất là dẻo mà nó ngon lắm. Vừa ăn thử một tí rồi nhưng mà nó ngon quá, thế cho nên là lại phải bấm máy một chút các bạn ạ. Cơm nam này chấm với muối lạc đấy, như thế này. Đó là chúng ta thưởng thức thôi. Mời các bạn ăn cơm cùng mình nhé, ngon tuyệt vời luôn. Thực ra cái món này nó là một cái món cũng rất là truyền thống của người đồng bào vùng cao. Khi chúng ta đi lên các chợ phiên này hay là vào những cái khu lễ hội gì đó thì chúng ta có thể thưởng thức những cái món cơm lang đặc sản của người vùng cao thì nó cũng rất là ngon. Và đặc biệt nếu đến chợ Nghĩa Đô thì các bạn có thể là ghé qua cái gian hàng này nhá. Gian hàng này là mình lúc đầu ấy, những cái đoạn video đầu tiên đấy thì các bạn xem ấy thì lúc quay rồi. Cái này nó hơi có một chút màu vàng bởi vì là kiểu như là nó có nghệ ấy. Nói chung là ăn cũng tốt cho dạ dày, tôi nghĩ là như thế. Nhưng mà đặc biệt nó rất là thơm và ngon. Mình nghĩ là với sức của mình thì khả năng là ăn một cây dài như thế này thì chắc là sẽ no đấy. Ăn một phần ba thôi, rất là ngon này. Bây giờ các bạn Sơn sẽ dừng cái cảnh quay lại ạ. Giới thiệu một chút cho các bạn biết đến cái món cơm lam của nhà bạn ấy thôi nhá. Còn sau nữa bây giờ ăn xong lần sau là mình còn phải đi quay thêm một số những cái hình ảnh khác để truyền tải cho các bạn xem nữa. Các bạn có nhận ra đây không? Đụng hàng với cả người em của mình. Đó là Tuệ Zubathan. Hôm trước thì nói chuyện là cứ bảo thích mãi em nghề xinh quá, chẳng biết có người yêu chưa. Thì hôm nay Sơn lại vào quay ở trong chợ đêm Nghĩa Đô để gặp em nghề. Em hôm nay biểu diễn chương trình gì? Em biểu diễn văn nghệ ở chợ đêm ạ. Văn nghệ chợ đêm, nhưng mà tiết mục của em là tiết mục gì? Có 3 tiết mục ạ. Đều là 2 tiết mục thì liên quan đến dân tộc, còn một tiết mục thì là một tiết mục múa theo nhạc bình thường ạ. À thế à. Hôm trước anh có nghe giọng hát của nghề rồi, em hát rất là hay. Và hôm nay thì em mặc cái bộ trang phục của người Tày thì trông rất là tuyệt vời. Quay xa xa một tí cho mọi người xem. Chương trình của em biểu diễn thì mấy giờ thì em sẽ bắt đầu? Chắc hôm nay nếu mà chợ ít người thì tầm 9 giờ ạ. 9 giờ, bây giờ thì 8 rưỡi rồi. Đấy là không có gì thay đổi, là còn 30 phút nữa thôi. Ô thế đây là cô của em à hay là như thế nào? Chị ạ. Chị hả? Ôi chị gái ruột. Đấy, vậy anh hỏi nghề một tí, chị gái ruột em là năm nay bao tuổi? Không được nói, chị gái không được nói nhá. Vì vừa nãy anh có quay chị rồi. Nhưng mà chị 41 tuổi ạ. À, chị vừa nói xong đúng không? Đâu ạ? 41 tuổi thật. 41 ạ, sinh anh 82 ạ. À, sinh năm 82 gì đâu. Gọi là thì gọi là cứ gọi là 41 được. Coi như đấy. Vừa anh bảo là chị gái là sao trẻ thế. Anh chẳng tin là chị 41 tuổi đâu. Thế còn nghề là năm nay 9 tuổi là bao nhiêu? 16 ạ. 16. 81 này 17 ạ. Vẫn đang tuổi. Đang học 12 không? Bây giờ lên 12 nhỉ?
Ok. Thế thôi, lát nữa thì anh sẽ ghi hình em biểu diễn trên sân khấu nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Em nghe rất là xinh này. Hai chị em luôn. Rất tuyệt vời. Bây giờ thì cũng khá là đông người rồi các bạn ạ. Mọi người cũng đang chuẩn bị để xem những tiết mục văn nghệ của người đồng bào Tày ở đây tối nay xem là có những cái tiết mục văn nghệ gì nhá. Thì Sơn sẽ lướt hình qua một chút để cho các bạn xem đã. Đây, thì các bạn quan sát thấy khán giả cũng rất là đông. Đây rồi, đang chuẩn bị rồi đúng không? Tiết mục đầu tiên luôn à? Không ạ, đang sắp xếp ạ. À, đang sắp xếp rồi gì? À, ngày ở đây mẹ em à? Vâng ạ. Ôi mẹ, hai mẹ con trông cứ như hai chị em á nhở? Đây là mẹ của nghề các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Đây là bác. Ô, thế là hôm nay đây là toàn gia đình nhà mình luôn á? Vâng. Thế là chương trình biểu diễn tối nay là của gia đình nhà mình luôn đấy. Thế thì hôm nay thì anh sẽ lấy một cái tiêu đề là đại gia đình nhà em nghề biểu diễn nghệ thuật. Biểu diễn văn hóa nhá. Ok. Bắt đầu rồi các bạn ơi. Em ấy bắt đầu ra sân khấu rồi. Đây, bây giờ điệu múa lập thuông của các chị em sẽ bắt đầu. Đó. Đang chia làm hai bên, mỗi bên là đang thiếu nhạc. Thank you.
Múa dẻo nhá. Em nghe lại bắt đầu ra sân khấu các bạn ạ. Và lần này thì khá là đông. Vẫn 8 người.
hay quá, tuyệt vời quá phải không ạ? Cảm ơn các chị rất nhiều. Một tràng vỗ tay nữa đi quý vị. Tất cả những cái chương trình tiết mục văn nghệ của người đồng bào dân tộc Tày ở trong chợ đêm Nghĩa Đô này thì gần như là cũng đã kết thúc rồi. Và Sơn cũng đã ghi được rất là nhiều những hình ảnh ở xung quanh khu vực chợ đêm này rồi. Và đi một vòng rất là mệt mỏi để ghi hình cho mọi người xem. Và bây giờ thì đã quay trở lại quán quen quán quen với cả một cô gái rất là xinh đẹp. Và chắc có lẽ thì bây giờ Sơn cũng xin phép được kết thúc video này tại đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.